Để làm rõ các vấn đề liên quan tới một clip do một người phụ nữ đưa lên mạng tố cáo hải quan sân bay Nội Bài làm luật khi kiểm tra hàng hóa của khách, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chống hàng giả Việt Nam. Đánh giá về clip, ông Hùng nhận định không có lửa làm sao có khói. Vấn đề đôi co, tại sao nó lại xảy ra vấn đề đôi co? Tôi nghĩ từ hai phía. Cái thứ nhất là từ trước đến nay có hay không cái hiện tượng là hải quan bao che tiếp tay cho một số các đối tượng sử dụng đường hàng không để buôn lậu hàng hóa. Tôi nghĩ là có và cũng không ít. Và chính từ cái đó dẫn đến cái tình trạng là cái việc là đôi co và người dân người ta nói rằng là cái việc là thu 5 triệu một kiện hàng. Tôi nghĩ rằng là không có lửa thì không có dầu, có khói. Trái lại thì ở đây vấn đề là về phía khách hàng cũng có lỗi. Cái lỗi thứ nhất của khách hàng là về việc chấp hành cái quy định của hải quan là không nghiêm túc. Cho nên dẫn đến chửi bới đôi co rồi nói những lời lẽ nó rất là xúc phạm. Tôi nghĩ rằng cái việc đấy phía khách hàng cũng không được phép, cũng không được phép. Và chính lực lượng hải quan sân bay cũng không phải làm sao để ngăn chặn, không để xảy ra những khách hàng có những lời lẽ xúc phạm để gây rối mất trật tự như vậy. Thứ hai là nhiệm vụ của hải quan phải phát hiện ra khách hàng nào là đối tượng buôn lậu, đối tượng nào là khách hàng là cá nhân mang đồ vật dụng cá nhân. Đấy là nhiệm vụ của hải quan. Tôi đã tận mắt chứng kiến việc hải quan làm không hết trách nhiệm của mình, có những cái hành động vòi vĩnh gây bức xúc, ông Hùng chia sẻ. Thực ra tôi cũng là cái người đi công tác thường xuyên ở nước ngoài rất nhiều và cũng đã tận mắt chứng kiến những cái việc hải quan làm những cái việc nó không hết trách nhiệm của mình. Có những cái hành động vòi vĩnh rồi gây bức xúc, nhất là người nước ngoài, người ta phản ứng rất nhiều. Nói về việc chính người phụ nữ đưa clip lên mạng tố cáo hải quan sân bay Nội Bài làm luật khi kiểm tra hàng hóa lại vừa mới mở một cửa hàng bán đồ Nhật nội địa, ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chống hàng giả Việt Nam đề nghị lực lượng chức năng địa phương nơi chị NTD mở cửa hàng bán nội địa Nhật kiểm tra ngay nếu có hiện tượng đưa hàng hóa về nước bằng hàng xách tay nhằm trốn thuế rồi bán ra thị trường thì cần thu thuế, xử phạt theo các quy định của pháp luật. Cái thứ nhất là cái việc mang hàng ở nước ngoài về qua hải quan để rồi trốn thuế, rồi lại mang ra thị trường bán theo cái dạng hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc, thì đương nhiên những người đó là vi phạm pháp luật. Chúng ta nói một cái đơn giản vậy thôi. Bởi vì hàng hóa đi qua cửa khẩu nhập khẩu là phải chịu thuế. Đối với những hàng hóa nhập khẩu chịu thuế thì phải đóng thuế. Đấy là, còn nếu cố tình bằng mọi hình thức trốn thuế thì đấy là vi phạm pháp luật. Và những người đấy thì cần phải xử lý. Tôi cũng đề nghị rằng cái lực lượng quản lý địa phương nơi của hành khách đấy kiểm tra ngay nếu có hiện tượng là đưa hàng hóa về trốn thuế qua cửa khẩu rồi về tổ chức các cửa hàng để bán với hàng, tôi nói thẳng là trốn thuế, thì cần xử lý, thu thuế triệt để và xử phạt theo quy định của pháp luật. Việc đấy là cần thiết và cần phải làm ngay để mà là làm gương cho những cái đối tượng khác. Qua đây thì cũng nói rằng cái việc đấy, cái bản thân các đồng chí hải quan ở cửa khẩu sân bay cũng làm chưa tròn nhiệm vụ của mình để xảy ra cái tình trạng là cái đối tượng đã truyền được những hàng hóa mà đáng ra phải chịu thuế thì không bị thu thuế, sau đó lại về bán để kiếm lời, thì tôi nghĩ rằng cái lỗi này là thuộc cả hai. Liên quan đến trách nhiệm của các lực lượng khi mà để hàng hóa xách tay được bày bán tràn lan trên thị trường, ông Hùng nhận định đó có cả một phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước như lực lượng hải quan, lực lượng quản lý biên giới, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế. Hiện nay là như tôi nói lúc nãy, có rất nhiều các đối tượng lợi dụng cái sự thông thoáng, rồi lợi dụng cái sự bắt tay với hải quan để mà đi buôn lậu qua đường hàng không.
rồi đưa về để bán mang tiếng là hàng sách tay. Cái việc nó nguy hiểm, ở cái hàng sách tay nó nguy hiểm này. Thứ nhất là do không xác định được nguồn gốc, do vậy là không kiểm soát được chất lượng, dẫn đến là gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vấn đề thứ hai là cái việc họ mang về thì họ phải tổ chức bán, họ phải có cửa hàng, họ có thể là bán trên mạng. Thì vấn đề trách nhiệm không quản lý được đây thì còn trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế của địa phương nữa. Do vậy tôi nghĩ rằng cái việc để cái xảy ra tình trạng đấy là lỗi thuộc cả các lực lượng kiểm soát ở biên giới, kiểm soát ở sân bay, kiểm soát cảng biển, kiểm soát biên giới, và cả trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương, của quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế của địa phương để xảy ra. Cả hai cái đơn vị đấy yếu kém, cả hai đấy đều có hiện tượng tiếp tay bảo kê, cho nên mới dẫn đến tình trạng hàng sách tay tràn lan bán trên thị trường như hiện nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.